Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh YouTube Điểm tin bóng đá. Quý vị và các bạn thân mến, một thông tin khá bất ngờ là mới đây truyền thông Trung Quốc đã đánh giá khá cao tài năng của tiền vệ Nguyễn Quang Hải và không ngần ngại ví ngôi sao của tuyển Việt Nam như một ngôi sao của châu Âu. Cùng góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Việt Nam và Trung Quốc có thể sẽ đụng độ nhau ở vòng đấu bảng. Bên cạnh việc nhận định cơ hội chiến thắng thì báo giới Trung Quốc cũng dành những lời phân tích các nhân tố nổi bật bên phía tuyển Việt Nam. Cụ thể là mới đây trang PP Sports của Trung Quốc đã mạnh dạn chỉ ra tiền vệ Nguyễn Quang Hải là cầu thủ nổi bật nhất bên phía tuyển Việt Nam. Đồng thời họ cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước khả năng của ngôi sao sinh năm 1997 này. Trang PP Sports đã cho đăng tải một video tổng hợp những pha xử lý ấn tượng của tiền vệ Nguyễn Quang Hải trong những năm gần đây với tiêu đề bài viết "Ngôi sao số 1 tuyển Việt Nam, Dybala của châu Á, sinh năm 1997 là ngòi nổ vô cùng nguy hiểm". Đây thực sự là sự so sánh khá thú vị khi Quang Hải và Dybala có khá nhiều điểm tương đồng với lối chơi kỹ thuật thông minh và sở hữu chiếc chân trái cực kỳ khéo léo. Video đã thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả Trung Quốc với nhiều bình luận dành lời khen ngợi cho Quang Hải. Người hâm mộ xứ sở tỷ dân chắc chắn sẽ để ý tới cái tên của tiền vệ đang khoác áo Hà Nội nếu tuyển Việt Nam sẽ đụng độ Trung Quốc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Hiện tại thì sau khi cùng tuyển Việt Nam trở về nước sau kỳ tích tại UAE, Quang Hải cùng các đồng đội đang thực hiện cách ly y tế tại thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến sẽ được trở về nhà. Còn trong một động thái khác, mới đây thì cả huấn luyện viên Li Tie và đội trưởng của tuyển Trung Quốc đều tỏ ra rất lạc quan vào kịch bản là họ sẽ vượt qua các đối thủ ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Trang Zhuanlan.jihu vừa mới đây đã cho đăng tải bài phát biểu mới nhất của ông Li Tie và đội trưởng Gu Xi bên phía tuyển Trung Quốc trước thềm lễ bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Cụ thể là theo ông Li Tie và thủ quân Gu Xi thì tuyển Trung Quốc không quan tâm tới việc nằm chung bảng với đội tuyển nào ở vòng loại cuối cùng tới đây bởi đội tuyển của họ sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất dù bất kể là đối thủ là ai. Vị thuyền trưởng sinh năm 1977 cho biết: "Chúng tôi xin chân thành cảm ơn những người hâm mộ Trung Quốc, đặc biệt là tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 vừa qua. Thực tế, các trận đấu thường diễn ra vào lúc 1 giờ đến 2 giờ sáng, nhưng nhiều người hâm mộ vẫn thức để xem và cổ vũ nồng nhiệt cho đội tuyển. Thay mặt cho toàn đội, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức ở mọi trận đấu, dù phía trước, dù phải gặp bất kỳ đối thủ nào". Nói về các trận vòng loại cuối cùng, thủ quân Gu Xi của tuyển Trung Quốc tuyên bố: "Chúng tôi không quan trọng đối thủ của mình là ai, việc chúng tôi chung bảng với những đội nào không phải là vấn đề. Chúng tôi phải chiến đấu hết sức trước mọi đối thủ và phải coi từng trận đấu như một trận chung kết. Sẽ không có đội tuyển nào yếu ở vòng loại này. Chúng tôi sẽ dốc toàn lực để chiến đấu với họ". Trước đó thì cũng nhiều phương tiện truyền thông ở Trung Quốc đã bày tỏ hy vọng rằng đội tuyển nước này sẽ chung bảng với Việt Nam ở vòng loại cuối cùng. Một số tờ báo còn cho rằng là việc bị dư luận Việt Nam đánh giá thấp sẽ càng làm tăng quyết tâm cho tuyển Trung Quốc nếu phải đụng độ với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Song việc truyền thông Trung Quốc và Việt Nam có chung bảng đấu hay không sẽ chỉ được biết sau lễ bốc thăm diễn ra vào ngày 1 tháng 7. Ngoài việc đăng tải phát biểu mới nhất từ huấn luyện viên Li Tie và đội trưởng Gu Xi thì trang Zhuanlan.jihu còn cho đăng tải bài viết khác đề cập tới khó khăn mà tuyển Trung Quốc gặp phải trước thềm lễ bốc thăm. Theo đó thì Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm sân trung lập làm phương án dự phòng cho trường hợp là tuyển Trung Quốc không thể tổ chức các trận đấu ở vòng loại World Cup trên sân nhà của họ. Căn cứ theo thông báo từ AFC thì các trận vòng loại cuối cùng sẽ đá theo thể thức sân nhà sân khách, nhưng không loại trừ khả năng tuyển Trung Quốc thay vì được đá 5 trận ở sân nhà sẽ phải đá trên sân trung lập do tác động của dịch Covid-19. Đây cũng là kịch bản từng xảy ra ở vòng loại thứ hai khi Trung Quốc từ vị thế chủ nhà của bảng A đã phải chuyển sang đá sân trung lập ở UAE. Ngoài việc gặp khó khăn trong việc tìm phương án dự phòng thì Liên đoàn bóng đá Trung Quốc cũng còn gặp khó khăn nữa, đó là việc sắp xếp lịch thi đấu giai đoạn tiếp theo của giải vô địch quốc gia Super League sao cho phù hợp và thuận lợi với đội tuyển quốc gia. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin bóng đá hàng ngày của chúng tôi. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn nút chuông thông báo để là người nhận được tin mới nhất khi chúng tôi phát hành. Cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.